Phẩm hạnh thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 1. Thiện nam tử, thế nào là hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Ma Ha Tát? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn, trụ nơi bảy pháp lành, được đủ hạnh thanh tịnh. Những gì là bảy? Một là biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết lúc thích hợp, bốn là biết đủ, năm là tự biết mình, sáu là biết rõ người quanh mình, bảy là biết phân biệt kẻ trên người dưới. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết pháp? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết 12 bộ kinh: Tu Đà La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Yêu Đà Na, Ni Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phủ Đà Đạt Ma và Yêu Ba Đề Xá. Thiện nam tử, những gì gọi là kinh Tu Đà La? Từ đoạn khởi đầu, tôi được nghe đúng như thế này, cho đến phần kết thúc nói rằng vui mừng, kính cẩn, vâng làm theo. Hết thảy như vậy đều gọi là kinh Tu Đà La. Những gì gọi là kinh Kỳ Dạ? Phật có dạy chư tỳ kheo rằng, thuở xưa ta và các ông đều ngu si không trí tuệ, không nhìn thấy đúng thật bốn chân đế, vì vậy mà lưu truyền dài lâu trong sanh tử, chìm đắm trong biển lớn khổ não. Những gì là bốn chân đế? Đó là khổ, tập, diệt và đạo. Khi Phật đã thuyết giảng xong khế kinh như vậy với các vị tỳ kheo, lại có những chúng sanh căn trí nhanh nhạy vì muốn nghe pháp nên tìm đến chỗ Phật, liền hỏi mọi người rằng: Như Lai mới vừa thuyết giảng điều chi? Lúc ấy Phật biết như vậy, liền theo nội dung kinh đã thuyết giảng mà đọc kệ tụng rằng: Xưa ta cùng các ông chẳng thấy bốn chân đế nên lưu truyền dài lâu trong biển khổ sanh tử. Nếu thấy được bốn đế, ắt dứt được sanh tử. Sanh tử đã dứt rồi, không thọ sanh các cảnh. Như vậy gọi là kinh Kỳ Dạ. Những gì gọi là kinh Thọ Ký? Như có những kinh luật mà trong khi Như Lai thuyết giảng có thọ ký quả Phật cho chư thiên hoặc loài người. Chẳng hạn như: Này A Dật Đa, về đời vị Lai sẽ có vị vua tên là Hướng Khư, và khi ấy ông sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc. Như vậy gọi là kinh Thọ Ký. Những gì gọi là kinh Già Đà? Trừ kinh Tu Đà La và các phần giới luật, ngoài ra như có thuyết những bài kệ bốn câu, chẳng hạn như: Không làm các việc ác, thành tựu mọi điều lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Như vậy đều gọi là kinh Già Đà. Những gì gọi là kinh Yêu Đà Na? Như Đức Phật vào giờ Bồ Nhập Định, vầy hàng chư thiên mà hóa hiện lên cõi trời, giảng rộng nghĩa cốt yếu của pháp. Lúc ấy chư tỳ kheo đều nghĩ rằng: Hiện giờ không biết Như Lai đang làm việc chi. Đến sáng hôm sau, Phật ra khỏi thiền định, tuy không có ai thưa hỏi, nhưng dùng tha tâm trí tự nói ra rằng: Các tỳ kheo nên biết rằng đời sống của tất cả chư thiên rất lâu dài. Tỳ kheo các ông, lành thay cho những kẻ vì người khác chẳng cầu lợi cho mình, lành thay cho những kẻ ít ham muốn, lành thay cho những kẻ tự biết đủ, lành thay cho hạnh vắng lặng yên tĩnh. Những kinh như vậy không có ai thừa hỏi mà Phật tự thuyết giảng, như vậy gọi là kinh Yêu Đà Na. Những gì gọi là kinh Ni Đà Na? Như các kinh kệ vì người khác mà giảng thuyết chỗ nguyên nhân, nguồn gốc của sự việc. Ví như ở thành Xá Vệ, có người thanh niên giăng lưới bắt chim, khi bắt được rồi thì nhốt trong lồng cho uống nước, ăn lúa, no đủ, sau mới thả cho bay đi. Đức Thế Tôn biết rõ nhân duyên từ đầu đến cuối, nên đọc kệ dạy rằng: Chớ khinh tội nhỏ cho là không hại, giọt nước tuy bé dần đầy bồn to. Đó gọi là kinh Ni Đà Na. Những gì gọi là kinh A Ba Đà Na? Như trong giới luật có nói ra những thí dụ, như vậy gọi là kinh A Ba Đà Na. Những gì gọi là kinh Y Đế Mục Đa Già? Như Phật có dạy, chư tỳ kheo nên biết rằng khi ta ra đời, những pháp ta thuyết diễn gọi là giới kinh. Đức Phật Kiều Lưu Tần ra đời, những pháp mà Đức Phật ấy thuyết diễn gọi là chống cam lộ. Khi Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời, pháp mà Ngài thuyết diễn gọi là pháp kính. Khi Phật Ca Diếp ra đời, pháp mà Đức Phật ấy thuyết diễn gọi là phân biệt không. Như vậy gọi là kinh Y Đế Mục Đa Già. Những gì gọi là kinh Xà Đà Già? Như Phật Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát, tu các pháp khổ hạnh, chẳng hạn như dạy rằng: Chư tỳ kheo nên biết rằng thời quá khứ, ta đã từng làm hiêu, làm gấu, làm mang, làm thỏ, làm vua, làm chuyển luân thánh vương, làm rồng, làm chim kim sĩ. Khi còn tu đạo Bồ Tát, ta có thọ các thân ấy. Như vậy gọi là kinh Xà Đà Già. Những gì gọi là kinh Tỳ Phật Lược? Ấy là kinh điển phương đẳng đại thừa, nghĩa lý rộng lớn như hư không. Như vậy gọi là kinh Tỳ Phật Lược. Những gì gọi là kinh A Phủ Đà Đạt Ma?
như Bồ Tát khi mới sanh ra chẳng có ai nâng đỡ mà bước đi bảy bước phóng hào quang lớn quán chiếu khắp mười phương, lại như con vượn tay bưng bát mật đến hiến cúng Như Lai, như con chó trên đầu có vá trắng đến ngồi bên Phật mà nghe pháp, như Ma Ba Tuần biến làm con trâu xanh đi giữa những chén bát bằng sành, làm cho chén bát chạm nhau khua động nhưng không bể vỡ cái nào, như Phật vừa đản sanh khi vào đền thờ chư thiên, khiến cho các tượng chư thiên đều phải bước xuống mà lễ kính Ngài. Những kinh thuyết việc như vậy gọi là kinh A Phù Đà Đạt Ma. Những gì gọi là kinh Ưu Ba Đề Xá, như trong các kinh do Phật Thế Tôn thuyết diễn, nói ra những lời biện luận nghĩa lý, phân biệt giảng rộng, chỉ rõ các hình tướng dung mạo, như vậy gọi là kinh Ưu Ba Đề Xá. Nếu Bồ Tát có thể hiểu rõ được cả 12 bộ kinh như vậy gọi là biết pháp. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết nghĩa? Bồ Tát Ma Ha Tát nếu đối với tất cả ngôn ngữ văn tự đều hiểu biết sâu rộng ý nghĩa, như vậy gọi là biết nghĩa. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết lúc thích hợp? Thiện nam tử, Bồ Tát khéo biết được lúc nào nên tu tịch tĩnh, lúc nào nên tu tinh tấn, lúc nào nên tu xả định, lúc nào nên cúng dường Phật, lúc nào nên cúng dường thầy, lúc nào nên tu các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đầy đủ cả pháp bát nhã ba la mật, như vậy gọi là biết đúng thời. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tự biết đủ? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tự biết đủ trong những việc như ăn uống, sử dụng y phục, thuốc men, đi đứng, nằm ngồi, thức ngủ, nói im, như vậy gọi là biết đủ. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tự biết mình? Bồ Tát ấy tự biết rằng mình có lòng tin như thế nào, giữ giới như thế nào, đa văn như thế nào, hạnh xả như thế nào, trí tuệ như thế nào, đến và đi như thế nào, chánh niệm như thế nào, thiện hạnh như thế nào, hỏi như thế nào, đáp như thế nào, như vậy gọi là tự biết mình. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết rõ người quanh mình? Thiện nam tử, vị Bồ Tát biết rõ đây là nhóm người sát lị, đây là nhóm người Bà La Môn, đây là nhóm người cư sĩ, đây là nhóm các vị sa môn, rõ biết hết các nhóm người như thế, lại biết rằng khi ở trong mỗi nhóm ấy nên đi lại như thế nào, đứng ngồi như thế nào, thuyết pháp như thế nào, hỏi đáp như thế nào, như vậy gọi là biết rõ người quanh mình. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết phân biệt kẻ trên người dưới? Thiện nam tử, người có hai hạng, một là người có đức tin, hai là người không có đức tin. Bồ Tát nên biết người có đức tin là tốt, người không có đức tin là không tốt. Lại nữa, trong những người có đức tin cũng có hai hạng, một là người thường đến chùa, hai là người không đến chùa. Bồ Tát nên biết người có đến chùa là tốt, người không đến chùa gọi là không tốt. Người đến chùa lại cũng có hai hạng, một là người có lễ bái, hai là người không lễ bái. Bồ Tát nên biết người có lễ bái là tốt, người không lễ bái là không tốt. Người lễ bái lại cũng có hai hạng, một là nghe pháp, hai là không nghe pháp. Bồ Tát nên biết người nghe pháp là tốt, người không nghe pháp là không tốt. Người nghe pháp lại cũng có hai hạng, một là người hết lòng chú ý lắng nghe, hai là người không chú ý lắng nghe. Bồ Tát nên biết người hết lòng nghe pháp là người tốt, người không hết lòng nghe pháp là không tốt. Người hết lòng nghe pháp lại cũng có hai hạng, một là người biết suy xét nghĩa lý, hai là người không suy xét nghĩa lý. Bồ Tát nên biết người biết suy xét nghĩa lý là tốt, người không suy xét nghĩa lý là không tốt. Người biết suy xét nghĩa lý cũng có hai hạng, một là người hiểu rồi làm theo như lời dạy, hai là người không làm theo. Người làm theo như lời dạy là tốt, người không làm theo là không tốt. Người làm theo lời dạy lại cũng có hai hạng, một là người cầu được quả vị của thừa thanh văn, không thể làm lợi ích an ổn cho hết thảy chúng sanh khổ não. Hai là người hồi hướng về vô thượng đại thừa, lợi ích cho nhiều người, khiến cho được an vui. Bồ Tát nên biết có thể làm lợi ích cho nhiều người, khiến họ được an vui, đó là việc thiện cao quý nhất. Thiện nam tử, như trong các vật quý báu, hạt châu như ý là hơn hết, trong các mùi vị, vị cam lộ là hơn hết. Cũng vậy, hàng Bồ Tát có thể làm lợi ích chúng sanh như thế là bậc cao quý hơn hết trong nhân loại và chư thiên, không ai so sánh được. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, trụ nơi bảy pháp lành. Bồ Tát trụ nơi bảy pháp lành như thế rồi liền được đầy đủ các hạnh thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, các hạnh thanh tịnh ấy là từ bi hỷ và xả. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu ai thường tu tâm từ thì có thể dứt trừ sân khỏe, tu tập tâm bi cũng dứt được sân khỏe. Như vậy sao nói là bốn tâm vô lượng? Cứ suy theo nghĩa mà nói thì lẽ ra chỉ có ba mà thôi. Bạch Thế Tôn, tâm từ có ba duyên, một là duyên với chúng sinh, hai là duyên với pháp, ba là không duyên. Các tâm bi hỷ xả lại cũng như vậy, nếu theo nghĩa ấy thì lẽ ra chỉ có ba,
không nên nói là có bốn. Duyên chúng sanh là duyên với năm ấm, nguyện mang lại cho chúng sanh sự vui vẻ, đó gọi là duyên chúng sanh. Duyên với pháp là duyên với những vật mà các chúng sanh cần dùng, đem những vật ấy mà thí cho chúng sanh, đó gọi là duyên với pháp. Không duyên tức là duyên với Như Lai, như vậy gọi là không duyên. Tâm tử phần nhiều là duyên với những chúng sanh nghèo túng. Bậc đại sư là Như Lai đã vĩnh viễn lìa xa sự nghèo túng, hưởng niềm vui cao cả nhất. Nếu duyên với chúng sanh, ắt không duyên với Phật. Đối với pháp cũng vậy, vì nghĩa ấy duyên với Như Lai gọi là không duyên. Bạch Thế Tôn, tâm từ duyên với hết thảy chúng sanh, như duyên với cha mẹ, vợ con thân thuộc, vì nghĩa ấy nên gọi là duyên chúng sanh. Duyên với pháp là không thấy có cha mẹ, vợ con thân thuộc, chỉ thấy hết thảy các pháp đều do duyên mà sanh, như vậy gọi là duyên với pháp. Không duyên là không trụ ở tướng pháp và tướng chúng sinh, như vậy gọi là không duyên. Các tâm bi hỷ xả lại cũng như thế, cho nên đáng lẽ chỉ có ba tâm, không có tới bốn. Thế Tôn có hai hạng người, một là người theo chỗ thấy biết mà làm, hai là người theo chỗ yêu mến mà làm. Người theo chỗ thấy biết mà làm thường tu từ bi, người theo chỗ yêu mến mà làm thường tu hỷ xả. Theo như nghĩa này thì lẽ ra chỉ có hai tâm, không có tới bốn. Bạch Thế Tôn nói là vô lượng cũng gọi là không giới hạn, vì không thể biết được giới hạn đến đâu nên gọi là vô lượng. Nếu là vô lượng thì lẽ ra chỉ là một, không nên nói là bốn. Nếu nói là bốn làm sao có thể là vô lượng? Vậy nên lẽ ra chỉ là một, không có đến bốn. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, chư Phật Như Lai vì chúng sanh mà giảng thuyết những chỗ pháp yếu, lời lẽ sâu kín rất khó thấu hiểu trọn vẹn. Có khi các ngài vì chúng sanh mà thuyết giảng một nhân duyên, như nói những gì là một nhân duyên, đó là tất cả các pháp hữu vi. Thiện nam tử, lại có khi hoặc thuyết dạy phân biệt thành hai loại là nhân và quả, hoặc thuyết dạy ba loại là phiền não, nghiệp khổ, hoặc nói bốn loại là vô minh, các hành, sanh và giả chết, hoặc nói năm loại là thọ, ái, thủ, hữu và sanh, hoặc nói sáu loại là nhân và quả trong ba đời, hoặc nói bảy loại là thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái và thủ, hoặc nói tám loại là 12 nhân duyên trừ ra vô minh, hành, sanh và giả chết, còn lại tám loại, hoặc nói chín loại là như trong thành kinh có nói 12 nhân duyên trừ ra vô minh, hành thức, còn lại 9 nhân duyên, hoặc nói 11 loại như Phật vì tác giả là kẻ tin theo ngoại đạo Ni Kiền Tử mà thuyết rằng 12 nhân duyên trừ ra một pháp sanh, còn lại 11 pháp, hoặc nói đủ 12 nhân duyên như khi ở thành Vương Xá vì nhóm ông Ca Diếp mà thuyết đầy đủ 12 nhân duyên từ vô minh cho tới sanh già bệnh chết. Thiện nam tử, giống như chỉ một nhân duyên nhưng vì chúng sanh mà phân biệt nhiều cách khác nhau, tâm pháp vô lượng cũng là như vậy. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên đối với hạnh sâu kín của chư Phật không nên sanh lòng nghi ngại. Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn có phương tiện lớn lao vô thường, có thể nói là thường, thường có thể nói là vô thường, vui có thể nói là khổ, khổ có thể nói là vui, bất tịnh có thể nói là tịnh, tịnh có thể nói là bất tịnh, ngã có thể nói là vô ngã, vô ngã có thể nói là ngã. Đối với chẳng phải chúng sanh có thể nói là chúng sanh, đối với chúng sanh thật có thể nói là chẳng phải chúng sanh. Chẳng phải vật có thể nói là vật, vật có thể nói là chẳng phải vật. Chẳng phải thật có thể nói là thật, thật có thể nói là chẳng phải thật. Chẳng phải cảnh có thể nói là cảnh, cảnh có thể nói là chẳng phải cảnh. Không phải sanh có thể nói là sanh, sanh có thể nói là không phải sanh. Cho đến vô minh có thể nói là minh, minh có thể nói là vô minh. Sắc có thể nói là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc có thể nói là sắc. Không phải đạo có thể nói là đạo, đạo có thể nói là không phải đạo. Thiện nam tử, Như Lai dùng vô lượng phương tiện như vậy là vì muốn điều phục chúng sanh, há có thể là hư dối hay sao? Thiện nam tử, hoặc có những chúng sanh tham muốn của cải, ta liền hiện đến những nơi người đó, đến nơi những người đó tự hóa thân làm vô chuyển luân. Trong vô số năm ta cung cấp mọi thứ tùy theo sự cần dùng của họ, sau đó mới giáo hóa khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh tham đắm năm món dục, trong vô số năm ta dùng năm món dục tốt đẹp mà làm cho họ được thỏa ý, sau đó mới khuyên bảo giáo hóa khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh sẵn được sự giàu sang phú quý, ta liền đến nơi những người đó, trong vô số năm làm kẻ hầu hạ cho họ, sai khiến tất bật bôn ba để chu cấp chăm sóc họ. Khi được họ tin yêu rồi, ta sẽ khuyên bảo giáo hóa khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh tính tình ngang ngược hung bạo,
luôn tự cho mình đúng, cần phải có người của trách càn gián, ta liền dạy dỗ của trách khích lệ đôn đốc giảng giải với họ trong vô số trong ngàn năm, khiến cho tâm họ được điều phục. Rồi sau đó ta lại khuyên bảo khiến họ trụ yên nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử Như Lai dùng đủ mọi phương tiện như vậy trong vô số năm, khiến các chúng sanh được trụ yên nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, há có thể là hư dối hay sao? Chư Phật Như Lai tuy ở trong mọi cảnh xấu ác nhưng chẳng hề nhiễm ô, cũng giống như hoa sen. Thiện nam tử nên hiểu nghĩa của bốn tâm vô lượng là như vậy. Thiện nam tử, tâm vô lượng có bốn thể tánh, nếu ai tu hành theo đó thì sanh lên cõi trời đại phạm. Thiện nam tử, vì tâm vô lượng này chia thành bốn nhóm nên gọi là bốn. Người tu tâm từ có thể dứt trừ tham dục, người tu tâm bi có thể dứt trừ sân hận, người tu tâm hỷ có thể dứt hết những điều không vui, người tu tâm xả có thể giúp chúng sanh khác dứt trừ tham dục và sân khỏe. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là bốn, chẳng phải là một, hai hay ba. Thiện nam tử, theo như ông nói, tâm từ có thể dứt được lòng sân hận, tâm bi cũng vậy, nên lẽ ra phải nói là ba. Nay ông không nên cật vấn như thế. Vì sao vậy? Thiện nam tử, sự oán giận có hai loại, một là có thể dẫn đến giết người, hai là có thể đánh đập người. Tu tâm từ ắt có thể ngăn dứt được sự giết hại, tu tâm bi ắt có thể ngăn dứt được sự đánh đập. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy há không phải là bốn đó sao? Lại nữa, sân hận có hai loại, một là sân hận với chúng sanh, hai là sân hận với đối tượng chẳng phải chúng sanh. Người tu tâm từ dứt được sân hận với chúng sanh, người tu tâm bi dứt được sân hận đối với đối tượng chẳng phải chúng sanh. Lại nữa, sân hận có hai loại, một là có nhân duyên hay là không có nhân duyên. Người tu tâm từ dứt được sân hận có nhân duyên, người tu tâm bi dứt được sân hận không có nhân duyên. Lại nữa, sân hận có hai loại, một là tập tính từ lâu xa trong quá khứ, hai là tập tính mới có trong đời hiện tại. Người tu tâm từ dứt được sân hận do tập tính từ lâu xa trong quá khứ, người tu tâm bi dứt được sân hận do tập tính trong đời hiện tại. Lại nữa, sân hận có hai loại, một là sân hận với thánh nhân, hai là sân hận với phàm phu. Người tu tâm từ dứt được sân hận với thánh nhân, người tu tâm bi dứt được sân hận với phàm phu. Lại nữa, sân hận có hai loại, một là bậc cao, hai là bậc vừa. Người tu tâm từ dứt được sân hận bậc cao, người tu tâm bi dứt được sân hận bậc vừa. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là bốn, sao có thể cật vấn rằng chỉ nên có ba chẳng phải bốn. Cà diếp, vì thế nên tâm vô lượng này dựa theo các nhóm khác nhau mà phân ra làm bốn, lại theo tâm lượng mà gọi là bốn. Nếu trong tâm lượng đang có từ thì không có bi hỷ xả, vì nghĩa ấy mà nên kể là bốn, không nên bớt đi. Thiện nam tử, vì chỗ thực hành khác nhau mà nên gọi là bốn, trong khi thực hành tâm từ thì không có bi hỷ xả, cho nên phải có bốn. Thiện nam tử, vì là vô lượng nên cũng gọi là bốn. Vô lượng có bốn loại, có tâm vô lượng có duyên mà không được tự tại, có tâm vô lượng được tự tại mà không có duyên, có tâm vô lượng vừa có duyên vừa được tự tại, có tâm vô lượng không có duyên mà cũng không được tự tại. Thế nào là tâm vô lượng có duyên mà không được tự tại? Đó là duyên với vô lượng vô biên chúng sanh nhưng chẳng được phép tam muội tự tại, hoặc có được nhưng không ổn định, lúc có lúc không. Thế nào là tâm vô lượng được tự tại mà không có duyên? Như có duyên với cha mẹ, anh chị em, muốn làm cho họ được an vui, đó chẳng phải là duyên vô lượng. Thế nào là tâm vô lượng vừa có duyên vừa được tự tại? Đó là nói chư Phật Bồ Tát. Thế nào là tâm vô lượng không có duyên mà cũng không được tự tại? Đó là nói hàng thanh văn duyên giác không được rộng duyên với vô lượng chúng sanh, cũng không được tự tại. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là bốn tâm vô lượng, chẳng phải chỗ mà hàng thanh văn duyên giác có thể rõ biết được, thật là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Thiện nam tử, bốn việc như vậy ở nơi hàng thanh văn duyên giác tuy cũng gọi là vô lượng nhưng thật nhỏ nhoi không đáng kể, chỉ ở nơi chư Phật Bồ Tát mới đáng gọi là vô lượng vô biên. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, đúng thật như vậy, đúng như lời Phật dạy, cảnh giới của chư Phật Như Lai chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể đạt đến. Bạch Thế Tôn, liệu có vị Bồ Tát nào trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn được tâm từ bi mà không phải là tâm đại từ đại bi hay chăng? Phật dạy: Này thiện nam tử, quả thật có như vậy. Nếu Bồ Tát đối với chúng sanh phân biệt thành ba nhóm, một là những người thân yêu, hai là những kẻ oán ghét, ba là những người không oán không thân. Trong số những người thân yêu lại phân ra thành ba hạng là thương nhiều, thương ít và trung bình.
đối với những kẻ oán ghét cũng phần già bà hạng như vậy. Vị Bồ Tát Maha Tát ấy, đối với những người mình thương yêu nhiều liền mang đến cho họ niềm vui lớn lao, đối với những người mình thương yêu ít và ở mức trung bình cũng vẫn đem lòng bình đẳng mà mang đến cho họ niềm vui lớn lao. Đối với những kẻ oán ghét nhiều chỉ mang đến cho họ chút ít niềm vui, đối với những kẻ oán ghét ở mức trung bình thì mang đến cho họ niềm vui trung bình, đối với kẻ ít oán ghét nhất thì mang đến cho họ niềm vui lớn nhất. Vị Bồ Tát như vậy lại dần dần tu tập để thay đổi tăng tiến hơn, đối với những kẻ oán ghét nhiều cũng mang đến cho họ niềm vui trung bình, đối với kẻ oán ghét ở mức trung bình và ít thì mang đến cho họ niềm vui lớn nhất, rồi lại tiếp tục tu tập thay đổi tiến bộ hơn nữa, đối với những kẻ oán ghét nhiều cũng như ít, cũng như ở mức trung bình đều bình đẳng mang lại cho họ niềm vui lớn nhất. Nếu đối với những kẻ mình oán ghét nhất mà mang đến cho họ niềm vui lớn nhất thì lúc ấy có thể nói là đã thành tựu được tâm từ. Vị Bồ Tát ấy lúc bấy giờ, dù đối với cha mẹ hay đối với những kẻ mình oán ghét nhất, cũng đều có lòng bình đẳng, chẳng xem là khác biệt nhau. Thiện nam tử như vậy gọi là tu được tâm từ, không phải là đại từ. Bồ Tát Ca Diếp thừa hỏi, Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ chi mà Bồ Tát được tâm từ như vậy vẫn chưa được gọi là đại từ? Phật dạy, thiện nam tử, vì sự tu tập như vậy là thành tựu một cách khó khăn, nên không gọi là đại từ. Vì sao vậy? Đã từ lâu xa trong vô số kiếp quá khứ tích chứa nhiều phiền não, chưa tu pháp lành, cho nên không thể trong một ngày mà điều phục được tâm. Thiện nam tử ví như hạt đậu khô cứng, rồi đâm mãi cũng không bám vào được. Phiền não kiên cố bền chặt cũng như vậy, tuy suốt ngày đem chú tâm không tán loạn cũng khó điều phục được. Lại như con chó nhà chẳng hề sợ người, còn hiều rừng thấy người thì sợ chạy, sân hận khó đẩy lùi. Như giữ mãi con chó nhà, tâm tử dễ mất như con hiều rừng kia. Vậy nên tâm này rất khó điều phục, vì nghĩa ấy mà không gọi là đại từ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khắc chữ trên đá thì còn mãi, còn vạch trên mặt nước thì mất ngay, không thể tồn tại. Sân hận cũng như khắc chữ trên đá, các căn lành như vạch trên mặt nước, vậy nên tâm này rất khó điều phục. Như đống lửa lớn chiếu sáng được lâu, còn tia điện chớp thì không hề lưu lại. Sân hận cũng như đống lửa, tâm từ như tia điện chớp, vậy nên tâm này rất khó điều phục, vì nghĩa ấy mà không gọi là đại từ. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát trụ ở sơ địa gọi là đại từ. Vì sao vậy? Thiện nam tử, kẻ xấu ác nhất gọi là nhất xiền đà. Bồ Tát trụ ở sơ địa trong khi tu tập đại từ, đối với những kẻ nhất xiền đà cũng không thấy có gì khác biệt, không thấy lỗi lầm của họ, nên không sanh sân hận, vì nghĩa ấy nên được gọi là đại từ. Thiện nam tử, vì chúng sanh mà trừ bỏ những việc vô ích, đó gọi là đại từ. Mong muốn mang đến cho chúng sanh vô lượng những điều lợi ích vui vẻ, đó gọi là đại bi. Đối với chúng sanh trong lòng sanh hoan hỷ, đó gọi là đại hỷ. Không có gì để ôm giữ, bảo vệ, đó gọi là đại xả. Nhưng không thấy có bản ngã và các tướng pháp, không thấy có thân mình, thấy hết thảy các pháp đều bình đẳng, không phân biệt, đó gọi là đại xả. Tự mình vứt bỏ sự vui sướng, mang niềm vui đến cho người khác, đó gọi là đại xả. Thiện nam tử, chỉ bốn tâm vô lượng ấy mới có thể giúp Bồ Tát tăng trưởng đầy đủ sáu pháp ba la mật mà thôi. Ngoài ra các hạnh tu khác đều không có khả năng ấy. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát, trước tiên phải đạt được bốn tâm vô lượng của thế gian, tiếp đó mới phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau nữa mới được bốn tâm vô lượng xuất thế gian. Thiện nam tử, nhân chỗ vô lượng của thế gian mà được chỗ vô lượng xuất thế gian, vì nghĩa ấy nên gọi là đại vô lượng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, Thế Tôn, trừ bỏ những việc vô ích và mang đến những điều lợi ích vui vẻ, thật ra không có chỗ làm. Suy nghĩ như vậy tức là quán xét một cách hư dối, không thật có lợi ích. Thế Tôn, ví như vị tỳ kheo trong khi quán xét sự bất tịnh, thấy y phục đang mặc đúng là hình tướng của da mà thật chẳng phải da, thấy những món đang ăn đều là hình tướng của loài sâu bọ mà thật chẳng phải sâu bọ, vì ấy quán xét món chè đậu nghĩ rằng đó là phân sẹt mà thật chẳng phải phân, quán xét món kèm sữa đang ăn giống như tủy não mà thật chẳng phải não, quán xét xương nát như bột cám mà thật chẳng phải cám. Bốn tầm vô lượng cũng là như vậy, không thể làm lợi ích cho chúng sanh một cách chân thật khiến họ được vui. Tuy miệng nói rằng mang đến cho chúng sanh niềm vui nhưng thật là chẳng được như vậy. Quán xét như vậy chẳng phải là hư dối đó sao? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải hư dối mà thật có mang đến niềm vui, vậy sao chúng sanh chẳng nhờ oai đức của chư Phật và Bồ Tát mà hết thảy đều được vui? Nếu quả thật chẳng được vui thì như Phật có dạy,
Ta nhớ lại thuở xưa, ta chỉ tu một tâm từ, trải qua 7 lần thảnh hoại của thế giới này, ta chẳng thọ sanh ở đây. Khi thế giới thành, ta sanh ở cõi Phạm Thiên. Khi thế giới hoại, ta sanh ở cõi Quang Âm Thiên. Khi sanh ở cảnh Phạm Thiên thì có thế lực tự tại, chẳng ai hơn được, cao trỗi hơn hết trong số ngàn vị thiên nhân cõi Phạm Thiên, gọi là Đại Phạm Vương. Hết thảy chúng sanh đối với địa vị của ta đều cho là cao cả nhất. Trong 36 lần thọ thân làm Đao Lợi Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhân, vô lượng trong ngàn lần làm Chuyển Luân Vương, chỉ tu một tâm từ mà được quả báo ở hai cõi trời người như vậy, nếu là không chân thật thì làm sao hợp với nghĩa ấy. Phật dạy, lành thay thiện nam tử, ông quả thật là dũng mãnh, không có gì sợ sệt. Ngay khi ấy Phật vì Ca Diếp mà đọc kệ rằng, nếu với mỗi chúng sanh chẳng sanh lòng sân hận, nguyện mang đến niềm vui gọi là tu tâm từ. Đối với các chúng sanh, nếu phát khởi tâm bi gọi là hạt giống thánh, được phước báo vô lượng. Ví như tiên ngũ thông đầy khắp mặt đất này, có vua đại tự tại, phụng cấp chỗ an ổn, voi ngựa mọi đồ dùng, phước báo phụng thí đó, so với tu tâm từ chỉ 1/16. Thiện nam tử, việc tu tâm từ không phải vọng tưởng mà là chân thật. Nếu là tâm từ của hàng thanh văn duyên giác thì gọi là hư dối. Tâm từ của chư Phật, Bồ Tát là chân thật không hư dối. Vì sao biết được như vậy? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này, quán tưởng đất thành vàng, vàng thành đất, đất hóa thành tướng nước, nước hóa thành tướng đất, nước hóa thành tướng lửa, lửa hóa thành tướng nước, đất hóa thành tướng gió, gió hóa thành tướng đất. Thành tựu đúng như ý, không hề có sự hư dối. Thiện nam tử nên biết rằng bốn tâm vô lượng của Bồ Tát là sự suy xét chân thật, chẳng phải không chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, sao gọi là sự suy xét chân thật? Vì có thể dứt trừ mọi phiền não. Thiện nam tử, người tu tâm từ có thể dứt trừ tham dục, người tu tâm bi có thể dứt trừ sân hận, người tu tâm hỷ có thể dứt trừ sự không vui, người tu tâm xả có thể dứt trừ các tướng tham, sân và chúng sanh. Vì vậy nên gọi là sự suy xét chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, bốn tâm vô lượng của Bồ Tát Ma Ha Tát có thể làm căn bản cho hết thảy các điều lành. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không gặp được những chúng sanh nghèo túng thì không có duyên để phát sanh lòng từ. Nếu chẳng phát sanh lòng từ, ắt không khởi tâm rộng rãi bố thí. Bố thí là nhân duyên khiến chúng sanh được vui vẻ an ổn, như là món ăn thức uống, xe cộ y phục, hương hoa giường nằm, nhà cửa đèn đuốc. Trong khi bố thí như vậy, trong lòng không có sự trói buộc, chẳng sanh tham chấp, quyết định hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong lòng lúc ấy không có chỗ nương dựa, mãi mãi dứt trừ mọi vọng tưởng, chẳng phải vì sợ sệt, chẳng vì danh dự hay vì lợi dưỡng, cũng chẳng cầu sự khoái lạc ở hai cõi trời người, chẳng sanh lòng kiêu mạn, chẳng mong đền đáp, cũng chẳng vì dối gạt người khác. Vì thế nên làm việc bố thí mà không mong cầu phú quý. Trong khi làm việc bố thí, chẳng thấy có người nhận bố thí, chẳng thấy những sự giữ giới hay phá giới là ruộng phước hay chẳng phải ruộng phước, không có sự phân biệt, đây là người quen biết, đây là người không quen biết. Trong khi bố thí chẳng phân biệt công cụ, chẳng lựa chọn ngày giờ nơi chốn, lại cũng chẳng kể khi đói kém hay lúc sung túc vui vẻ, chẳng thấy nhân quả, chẳng thấy là chúng sanh mà hay chẳng phải chúng sanh, là có phước đức hay không phải phước đức. Tuy chẳng thấy người thí, người nhận thí cùng những vật thí, cho đến chẳng thấy là có hay không có quả báo, nhưng vẫn thường làm việc bố thí không hề gián đoạn. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát thấy có sự phá giới hay giữ giới, cho đến có hay không có quả báo thì mãi mãi không thể làm được việc bố thí chân thật. Nếu không bố thí chân thật thì không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật. Nếu không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật thì không thể thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ví như có người trên thân bị trúng mũi tên độc, thần nhân của người ấy muốn cho được bình yên, liền mời đương y đến rút mũi tên ra để trừ độc. Người ấy lại nói, khoan đã, đừng chạm tới, tôi đang suy xét xem mũi tên độc này từ đâu bắn tới, người bắn là ai, thuộc dòng sát lị, bà la môn, tỷ xá hay thủ đà. Rồi người ấy lại suy nghĩ, tên ấy làm bằng gỗ gì, hay là bằng tre, hay là bằng gỗ cây liễu. Mũi tên bị sắt được rèn đúc ở đâu, có cứng chăng, mềm chăng, lông gắn ở mũi tên ấy lấy ở cánh chim gì, chim quạ, diều hâu hay ken ken. Chất độc ở tên ấy do đâu mà có, là chất độc tự nhiên hay do con người bào chế hay là nọc của rắn độc. Kẻ ngu si như vậy rốt cuộc cũng chẳng biết được gì mà chẳng mấy chốc phải bỏ mạng. Thiện nam tử, Bồ Tát cũng như vậy,
Nếu khi làm việc bố thí mà phân biệt người nhận thí, phân biệt giữ giới hay phá giới, cho đến có hay không có quả báo thì mãi mãi không thể làm được việc bố thí chân thật. Nếu không bố thí thì không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật. Nếu không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật thì không thể thành tựu quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát khi làm việc bố thí đối với chúng sanh có lòng từ bình đẳng, xem như con mình. Lại nữa, khi làm việc bố thí đối với chúng sanh khởi lòng bi mẫn, ví như cha mẹ chăm sóc đứa con đang bệnh. Khi làm việc bố thí thì trong lòng hoan hỷ như cha mẹ thấy con được khỏi bệnh. Sau khi bố thí thì trong lòng buông xả hết, như cha mẹ thấy con đã lớn khôn, đủ sức tự lo việc mưu sinh. Vị Bồ Tát Ma Ha Tát này do tâm từ nên khi bố thí món ăn thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho chúng sanh được món ăn trí tuệ lớn, siêng năng tinh tấn hướng về đại thừa vô thượng. Nguyện cho chúng sanh được món ăn trí tuệ tốt lành, chẳng cầu được món ăn của hàng thanh văn duyên giác. Nguyện cho chúng sanh được món ăn là niềm vui chánh pháp, chẳng cầu món ăn luyến ái. Nguyện cho chúng sanh đều được món ăn là bát nhã ba la mật, đều được đầy đủ gồm nắm sức vô ngại, tăng trưởng căn lành. Nguyện cho chúng sanh hiểu rõ tướng không, được thân vô ngại như hư không. Nguyện cho chúng sanh thường làm kẻ thọ nhận, thương xót hết thảy mà làm ruộng phước cho mọi người. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi tu tâm tử, khi có bố thí món ăn nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử nên khi bố thí thức uống thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho chúng sanh được thẳng đến dòng sông Đại Thừa, uống nước tám vị, vượt nhanh đến đạo vô thượng Bồ Đề, lìa khỏi sự khô khát của thanh văn duyên giác, khao khát mong cầu Phật thừa vô thượng, dứt trừ cơn khát phiền não, khao khát mong cầu vị chánh pháp, lìa khỏi luyến ái trong sinh tử, ưa thích Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, chọn đủ pháp thân để các phép tam muội nhập vào biển cả trí tuệ sâu xa. Nguyện cho chúng sanh được vị cam lộ và các vị xuất thế Bồ Đề vắng vẻ tĩnh lặng, lìa xa các dục. Nguyện cho chúng sanh được đầy đủ vô lượng trong ngàn vị pháp, có đủ vị pháp rồi được thấy tánh Phật, thấy tánh Phật rồi có thể thuyết giảng chánh pháp như mưa lớn tuôn xuống, tuôn mưa pháp rồi tánh Phật sẽ bao trùm khắp cả như hư không. Lại nguyện cho vô lượng những chúng sanh khác đều được một vị pháp duy nhất là vị Đại Thừa, chẳng phải các vị pháp thanh văn và Phật Bích Chi. Nguyện cho chúng sanh được thuần một vị ngọt ngào, không có sáu vị khác nhau. Nguyện cho chúng sanh chỉ cầu được vị chánh pháp, vị vô ngại của việc làm theo pháp Phật, không cầu được vị nào khác nữa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi bố thí thức uống nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà khi bố thí hít xe cộ nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh được thành tựu Đại Thừa, được trụ nơi Đại Thừa, được cỗ xe lớn không thối lui, được cỗ xe không động chuyển, được cỗ xe có chỗ ngồi bằng kim cang, chẳng cầu các thừa thanh văn và Phật Bích Chi, chỉ hướng về Phật Thừa, được cỗ xe không ai có thể hàng phục được, cỗ xe không thiếu kém, cỗ xe không lui mất, cỗ xe cao quý nhất, cỗ xe có 10 sức, cỗ xe công đức lớn, cỗ xe chưa từng có, cỗ xe hiếm có, cỗ xe rất khó được, cỗ xe vô biên, cỗ xe của bậc có trí tuệ rõ biết tất cả. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử mà trong khi bố thí xe cộ nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử mà khi bố thí y phục nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh được mặc y phục biết hổ thẹn, lấy pháp giới che thân, xé rách tấm áo kiến giải sai lầm, cởi bỏ y phục khỏi cái thân một thước sáu tấc này, liền được thân màu vàng ròng, chỗ xúc chạm cảm thọ đều mềm mại nhu nhuyễn không ngăn ngại, sắc sáng trơn láng, da thịt mịn nhuyễn, có vô lượng ánh thưởng quang, không có hình sắc, lìa khỏi hình sắc. Nguyện cho khắp thảy chúng sinh được đều được thân không hình sắc, vượt khỏi hết thảy hình sắc, được vào đại bát niết bàn không có hình sắc. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử mà trong khi bố thí y phục nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử mà khi bố thí các loại hương hoa, hương phết, hương bột, hương trộn lẫn nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được loại hoa tam muội của chư Phật,
Bảy phần giác là bảy dây hoa đẹp vấn quanh đỉnh đầu, nguyện cho chúng sanh được hình tướng đẹp như trăng tròn, những màu sắc nhìn thấy đều đẹp đẽ bậc nhất. Nguyện cho chúng sanh đều thành tựu một tướng trong phước trang nghiêm, nguyện cho chúng sanh tùy ý được nhìn thấy các màu sắc hài lòng, nguyện cho chúng sanh thường gặp bạn lành, được mùi hương không ngăn ngại để khỏi các mùi hôi thối, nguyện cho chúng sanh có đủ các căn lành, vốn là loại chân bảo quý giá hơn hết. Nguyện cho chúng sanh nhìn nhau một cách hòa nhã, êm đẹp, vui vẻ, không có lo buồn, đau khổ, các điều lành đều đầy đủ, không buồn phiền nhau. Nguyện cho chúng sanh có đầy đủ hương giới luật, nguyện cho chúng sanh giữ theo giới không ngăn ngại, tỏa hương thơm ngào ngạt đầy khắp mười phương. Nguyện cho chúng sanh được giới kiên cố, giới bền vững, giới không hối tiếc, giới hiểu biết tất cả, lìa khỏi những kẻ phá giới, đạt được chỗ không còn giới, được giới chưa từng có, giới của bậc không còn thầy dạy, giới không tạo tác, giới không phóng đãng, giới không ô nhiễm, giới đã làm xong, giới cứu cánh, được giới bình đẳng. Dù được thoa phết hương thơm trên thân hay bị đâm chém thân thể, cũng đều xem như nhau, không sanh lòng yêu thương hay ghét bỏ. Nguyện cho chúng sanh được giới cao cả nhất, giới đại thừa, chẳng phải giới tiểu thừa. Nguyện cho chúng sanh được trọn vẹn trì giới ba la mật, giống như giới mà chư Phật đã thành tựu. Nguyện cho chúng sanh đều dùng các pháp bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ để huân tập, tu hành. Nguyện cho chúng sanh đều được thành tựu hoa sen vi diệu, đại bát niết bàn, tỏa hương thơm đầy khắp mười phương. Nguyện cho chúng sanh chỉ ăn thuần món ngon cao quý nhất là đại thừa, đại bát niết bàn, như con ong hút nhụy hoa, chỉ thuần lấy hương vị tinh túy. Nguyện cho chúng sanh đều được thành tựu cái thân un đúc bởi vô lượng công đức. Thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát, do tâm tử mà trong khi bố thí hoa hương nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm tử mà khi bố thí giường nằm nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thể chúng sanh đều được giường nằm của đấng thiên trung thiên, được trí tuệ lớn, ngồi nơi chỗ tứ thiền, nằm trên giường Bồ Tát, chẳng nằm trên giường của hàng thanh văn, Phật Bích Chi, lìa bỏ chẳng nằm trên giường xấu ác. Nguyện cho chúng sanh được giường yên vui, lìa khỏi giường sanh tử, thành tựu giường sư tử đại niết bàn. Nguyện cho chúng sanh khi đã ngồi trên giường ấy rồi, lại vì vô lượng chúng sanh khác mà thể hiện thần thông oai mãnh và tự tại. Nguyện cho chúng sanh được trụ nơi cung điện lớn đại thừa này, vì các chúng sanh khác mà diễn thuyết tánh Phật. Nguyện cho chúng sanh được ngồi trên giường cao quý nhất, không bị các pháp thế gian khuất phục. Nguyện cho chúng sanh được giường nhẫn nhục, lìa khỏi sự nghèo khổ đói rét nơi sanh tử. Nguyện cho chúng sanh được giường không sợ sệt, mãi mãi lìa xa hết thảy giặc thù phiền não. Nguyện cho chúng sanh được giường thanh tịnh, hết lòng cầu đạo vô thượng chân chánh. Nguyện cho chúng sanh được giường pháp lành, thường được bạn lành ủng hộ. Nguyện cho chúng sanh được giường nằm nghiêng hồng mặt, đường theo pháp mà chư Phật đã thực hành. Thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát, do tâm tử mà trong khi thí giường nằm nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát, do tâm tử nên khi thí nhà cửa chỗ ở, thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thể chúng sanh đều được ở nhà, ở trong nhà đại thừa, tu hành theo những hạnh lành của các bạn lành, tu hành đại bi, sáu hạnh ba la mật, hạnh đại chánh giác, hết thảy đạo hạnh của hàng Bồ Tát, hạnh rộng lớn vô biên như hư không. Nguyện cho chúng sanh đều được chánh niệm, lìa xa các niệm tưởng xấu ác. Nguyện cho chúng sanh thầy đều được trụ yên nơi thường lạc ngã tịnh, mãi mãi lìa xa bốn tư tưởng điên đảo. Nguyện cho chúng sanh đều được nhận giữ ngôi nhà tâm ý xuất thế. Nguyện cho chúng sanh đều là chỗ chứa đựng trí tuệ cao cả nhất, rõ biết tất cả. Nguyện cho chúng sanh đều được vào ngôi nhà cam lộ. Nguyện cho chúng sanh từ khi mới phát tâm cho đến rốt cùng đều thường vào ngôi nhà đại thừa niết bàn. Nguyện cho chúng sanh đến đời vị lai thường ở nơi cung điện mà các vị Bồ Tát cư ngụ. Thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát, do tâm tử nên trong khi thí nhà cửa chỗ ở, thường kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát, do tâm tử nên khi thí đèn đuốc, thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được vô lượng ánh sáng chủ yên trong pháp Phật. Nguyện cho chúng sanh thường được ánh sáng chiếu soi sáng rõ. Nguyện cho chúng sanh được hình sắc vi diệu sáng tươi bậc nhất. Nguyện cho chúng sanh được mắt thanh tịnh không có những sự ngăn che. Nguyện cho chúng sanh được ngọn đuốc trí tuệ lớn khéo hiểu rằng không có các tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Nguyện cho chúng sanh đều được thấy tánh Phật thanh tịnh như hư không. Nguyện cho mắt thịt của chúng sanh được thanh tịnh, thấy suốt các thế giới mười phương nhiều như số cát sông Hằng.
nguyện cho chúng sanh được ánh sáng của Phật chiếu khắp mười phương, nguyện cho chúng sanh được mắt không ngăn ngại, thảy đều thấy được tánh Phật thanh tịnh, nguyện cho chúng sanh được ánh sáng trí tuệ lớn, chiếu phá hết thảy sự tối tăm và những kẻ nhất xiển đà, nguyện cho chúng sanh được ánh sáng vô lượng, chiếu khắp vô lượng thế giới chư Phật, nguyện cho chúng sanh thắp lên ngọn đèn đại thừa, lìa khỏi ngọn đèn nhị thừa, nguyện cho ánh sáng mà chúng sanh có được sẽ tiêu diệt sự tối tăm của vô minh, có sức chiếu sáng khắp nơi hơn cả sức chiếu của ngàn mặt trời. Nguyện cho chúng sanh được ánh sáng hỏa châu, tiêu diệt hết sự tối tăm trong cõi tam thiên đại thiên thế giới. Nguyện cho chúng sanh có đủ năm thứ mắt, thấu biết các tướng của Pháp, thành bậc giác ngộ không cần thầy dạy. Nguyện cho chúng sanh không có mọi kiến chấp vô minh. Nguyện cho chúng sanh đều được ánh sáng vi diệu đại thừa, đại bát niết bàn, chỉ bày cho rõ biết tánh Phật chân thật của mình. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát do tâm tử nên khi tí đèn đuốc thường kiên trì phát nguyện như vậy. Thiện nam tử, căn lành của hết thảy thanh văn duyên giác Bồ Tát cho đến chư Phật Như Lai đều lấy đức từ làm căn bản. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát tu tập tâm từ có thể sanh ra vô lượng căn lành như vậy. Đó là nói các pháp quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, quán sanh diệt vô thường, bốn niệm xứ, bảy phương tiện, ba quán xứ, 12 nhân duyên, những phép quán về vô ngã, noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, kiến đạo, tu đạo, bốn chánh cần, bốn như ý, các căn, các lực, bảy phần bồ đề, tám phần thánh đạo, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, tám giải thoát, tám thắng xứ, 10 nhất thiết nhập, các pháp tam muội không, vô tướng, vô nguyện, vô tranh, tha tâm trí cùng các thần thông, tri bản tế trí, thanh văn trí, duyên giác trí, bồ tát trí và Phật trí. Thiện nam tử, các pháp như vậy đều lấy đức từ làm căn bản. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên đức từ là chân thật, chẳng phải hư dối. Như có người hỏi rằng, điều gì là căn bản của tất cả những điều lành? Nên đáp chính là đức từ. Vì nghĩa ấy, cho nên đức từ là chân thật, chẳng phải hư dối. Thiện nam tử, có thể làm được những điều lành, đó gọi là suy xét chân thật. Suy xét chân thật đó gọi là có đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là Đại Thừa. Đại Thừa tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là đạo bồ đề, đạo bồ đề tức là đức từ, đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là đại phạm thiên, đại phạm thiên tức là đức từ, đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ có thể vì tất cả chúng sanh mà làm cha mẹ là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật chính là đức từ vậy, nên biết rằng đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là tánh Phật của chúng sanh. Tánh Phật ấy từ lâu bị phiền não ngăn che, khiến cho chúng sanh không thể thấy được. Tánh Phật tức là đức từ, đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là đại không, đại không tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là hư không tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là thường, thường tức là pháp tức là tăng là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là lạc, lạc tức là pháp tức là tăng tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là tịnh, tịnh tức là pháp tức là tăng tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là trần ngã tức là pháp tức là tăng tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là cam lộ tức là đức từ. Đức từ là tánh Phật tức là pháp tức là tăng tức là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là đạo vô thượng của tất cả chư Bồ Tát, đạo chính là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là vô lượng cảnh giới của chư Phật Thế Tôn, vô lượng cảnh giới chính là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy tức là Như Lai. Thiện nam tử, nếu đức từ là vô thường là đức từ thì nên biết đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là khổ, khổ tức là đức từ, nên biết đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là bất tịnh tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là vô ngã tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là vọng tưởng tức là đức từ, nên biết đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chẳng gọi là bố thí ba la mật, đức từ chẳng có bố thí, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Cho đến trí tuệ ba la mật cũng là như vậy. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể làm lợi ích cho chúng sanh,
thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chẳng vào nơi đạo nhất thừa, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể hiểu rõ các pháp, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể thấy tánh Như Lai, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ thấy rằng hết thảy các pháp đều có hình tướng, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là hữu lậu thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là hữu vi thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể trụ nơi sơ trụ, đức từ chẳng phải sơ trụ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể có được 10 sức của Phật, bốn đức chẳng sợ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chỉ đạt được bốn thánh quả sa môn, nên biết đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là có, là không, là chẳng phải có, chẳng phải không, thì đức từ như vậy không phải là chỗ mà hàng thanh văn và Phật Bích Chi có thể nghĩ bàn được. Thiện nam tử, nếu đức từ là không thể nghĩ bàn, thì Pháp là không thể nghĩ bàn, tánh Phật là không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát trụ ở Kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, tu tập đức từ như vậy, dù trong giấc ngủ say, cũng không thật ngủ say, vì luôn chuyên cần tinh tấn, tuy thường tỉnh giác mà cũng không tỉnh giác, vì không hề có sự ngủ mê. Trong giấc ngủ say, tuy có chư thiên bảo vệ, cũng không phải bảo vệ, vì không hề làm việc xấu ác. Trong giấc ngủ, không có ác mộng, vì không hề có việc bất thiện, lìa khỏi sự ngủ mê. Sau khi mạng chung, tuy sanh lên cảnh phạm thiên, nhưng cũng không có chỗ sanh, vì được tùy ý tự tại. Thiện nam tử, người tu đức từ có thể được thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Thiện nam tử, kinh điển vi diệu đại niết bàn này cũng có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Chư Phật Như Lai cũng được thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy.